Có bao giờ mấy con nghe mấy chục năm nay sống Việt Nam mà nghe Việt Nam mà chửi cho ông Cộng không? Có ai nghe không? Chưa bao giờ đúng không? Có ai nghe mình có mấy chục nghìn quân đội của Bắc Việt đánh năm 79 mà được tiên vinh không? Đâu ai nghe không? Tại sao? Hả? Có thấy buồn cười không? Thiệt là đau lòng á hả? À, thì mấy gì nói ai mà sau này mà hốt ổ đất Việt cũng giống như là hốt hụi chết vậy đó con. Mà dùng cái từ người ta thì bộ thường nói hốt đống rác vô văn hóa nữa. Thì đi vào một cái lịch sử rất là bi đáng. Hôm nay dân tộc mình còn một chút gượng gạo là nhờ 20 năm của Việt Nam Cộng Hòa. Cái nền văn hóa rất là phong phú. Ngày xưa đi học đâu có tiền gì đâu, con có hiểu không? Mà học đứa nào là bằng cấp của nước Việt thời đó được khắp thế giới trưng dụng. Con mà ra đại học, con đi thế giới 60-70 quốc gia đều xài bằng cấp của Việt Nam mà. Cái chương trình Việt Nam học rất là cao. Còn bây giờ cái bằng Việt Nam con có nhiều tiền thì con thạc sĩ, con ít tiền á thì con bằng đại học. Bằng là bằng tiền, bằng mua. Mà trong khi trình độ lại không có, mà qua nước ngoài không có đứa nào mà biết cái gì hết trơn.